Cỡ tao 6, 7, 8 chục tuổi ra chơi. Cỡ đi ăn. Ê, 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 quýnh tao là mổ lỗ đẹp đẹp nè, đụng quá tao bắt thiệt á. Tao à, không... Không có, mấy người ta khác, mình thì khác. Đang nằm coi. Cái thằng lùn mới đừng mày đừng có trắng quá à, gấp quá rồi thôi bỏ bị mày thả lỏng nó chưa có năng tao nữa. Hai một nằm coi. Tao quay cu mang ba thằng quay bây giờ đủ má thấy tao lớn tuổi mày mày nói này nói nọ. Đi mà nói chuyện sao? Ừ, okay. Ờ, chuyện nó bình thường đi. Có tao trắng luôn. Có đâu? Tao trắng luôn. Tao đứng ở dưới đây mày cũng chưa chắc ăn lỗ rồi được. Để bút đeo. Bút đeo. Năm đeo. Ngoài. Ai không già. Ai không luôn không già. Tại dạ? Ai gì không ta trời. Trời ơi là chạy làm như tôi quýnh tanh như vậy trời. Tay cao cao tôi phái quýnh lắm. Luôn đi tôi quýnh không kìa không vô. Ừ. Đây. Tay, trời ơi tay ông nội tôi tay hoài. Nó đi là muốn bê rồi nó cầm mấy rồi? Đây nè, đứng rồi. Để tao.
trời ơi, trời ơi. Ăn uống gì vậy ơi? Tâm mua sao mà? Tâm nhờ tôi giùm. Tự nhiên có muốn ăn à? Ăn à? Mình đây đó. Lô. Lô làm gì? Đúng, ba là mây á. Ba đều. Trời ơi trời. Nó xuống ba, ba bay lúc bỏ trù nó chặn quá chứ giờ này mới phản tao. Rồi đó. Bỏ đi em. Đấy. Tao kìa. Lô. Nè lô nè. Đó, ăn đi. Chết ăn luôn đi em, giờ nhốt gà nhốt vịt.